Siêu, cột mốc 900 bàn thắng đã bị phá vỡ. Và người đó là ai? Còn ai khác? Làm gì còn ai khác ngoài Cristiano Ronaldo? Ngay trong màu áo của Bồ Đào Nha, ngay trong màu áo mà anh đã khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến đến khi bản thân cảm thấy đủ. Và khoảnh khắc đã tạo nên cột mốc ấy là đây. Anh làm nên lịch sử bóng đá khi ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp trong trận đấu ở Nations League gặp Croatia. Tại phút thứ 34 trên sân Estadio do Benfica, người đàn ông người Bồ Đào Nha đã có mặt đúng lúc để tung cú vô lê cận thành. Như một bản năng, Ronaldo xuất hiện đúng lúc ở cột xa để đưa bóng vào lưới, đưa Bồ Đào Nha dẫn trước 2-0. Mọi thứ trông thật đơn giản, nhưng bởi vì đó là Ronaldo, anh đã tận dụng chính xác cơ hội tuyệt vời ấy và chuyển hóa nó thành bàn thắng. Một khoảnh khắc mà sẽ được ghi nhớ rất nhiều. Bàn thắng này không chỉ giúp đội tuyển chiến thắng 2-1 mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử cho siêu sao 39 tuổi. Mặc dù không ghi bàn tại Euro 2024, Ronaldo vẫn chứng minh được giá trị và đẳng cấp của mình, làm im lặng những lời chỉ trích và khẳng định anh chưa sẵn sàng từ giã sân cỏ quốc tế. Ở tuổi 39, cựu ngôi sao của Real Madrid vẫn tiếp tục tỏa sáng, thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Trong khoảnh khắc này, Cristiano Ronaldo quỳ gối trên sân cỏ, đôi tay che mặt, nơi cảm xúc đang trào dâng. Đây không chỉ là giây phút anh chạm mốc 900 bàn thắng, mà còn là sự tổng hòa của biết bao mồ hôi, nước mắt và ý chí kiên cường. Sau đó là nụ cười mãn nguyện và lời cảm ơn gửi lên khán đài với sự tự hào về chính nỗ lực của anh trong giây phút này. Nhìn vào hình ảnh này, bạn sẽ thấy ngay hành trình phi thường của Cristiano Ronaldo để chạm tới cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp. Từ những bước chạy đầu tiên trong màu áo Sporting Lisbon, nơi anh ghi 5 bàn thắng, đến Manchester United, nơi anh tỏa sáng với 145 pha lập công, rồi đến Real Madrid, nơi anh thực sự trở thành huyền thoại với con số khủng khiếp 450 bàn thắng. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo tiếp tục ghi 101 bàn cho Juventus và 68 bàn tại Al Nassr. Và đáng chú ý hơn, trong màu áo Bồ Đào Nha, anh đã ghi 131 bàn, mang vinh quang về cho tổ quốc. Ronaldo đã chứng minh rằng không có giới hạn nào để ngăn cản ý chí và tài năng của mình. Mỗi bàn thắng là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Đây là một hình ảnh thú vị được đăng lại vào hôm qua. Hình ảnh đầy hùng vĩ này thể hiện hành trình vĩ đại của Cristiano Ronaldo. Bức tượng lớn nhất Ronaldo nâng địa cầu, biểu trưng cho sức mạnh phi thường và tầm vóc toàn cầu của anh. Bên cạnh đó, bức tượng ba người thể hiện cha mẹ anh, biểu trưng cho tuổi thơ vượt khó, nơi tình yêu và sự hy sinh đã giúp anh vươn lên. Phía xa là bức tượng mang dấu ấn siêu, nhưng khoảnh khắc ăn mừng đã trở thành biểu tượng của riêng anh. Trên đỉnh đồi, chiếc cúp Euro lấp lánh, ghi dấu một trong những vinh quang lớn nhất sự nghiệp. Tất cả những khắc họa hành trình từ gian khó đến vinh quang của Ronaldo, một câu chuyện huyền thoại của thời đại. Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới. Với mục tiêu đạt 1.000 bàn thắng, anh không chỉ tiếp tục viết nên câu chuyện riêng của mình, mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Tương lai của Ronaldo có thể đầy thách thức, nhưng với tài năng và ý chí sắt đá, không có giới hạn nào là không thể vượt qua.